Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Luật sư của Thủy Tiên chính thức lên tiếng khi bị tố khuất tất 81,3 tỷ, tiết lộ thái độ nữ ca sĩ gây xôn xao. Bà Phương Hằng vẫn chưa chịu buông tha cho Phi Nhung, lại tuyên bố sốc. Có 200 triệu của nó mà cũng giữ, ai nói tôi xúc phạm cũng chịu. Cấp dưới tham ô, hai cựu lãnh đạo tòa án Tây Ninh bị truy tố. Hồng Vân bức xúc lên tiếng, bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh và bố ruột vừa qua đời bị anti-fan xúc phạm nặng nề. Bắt nữ quái đột nhập vào nhiều cơ quan nhà nước trộm cắp tài sản. Khởi tố đối tượng hung hãn đập nát xe ô tô của người dân ngay giữa đường. Và sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin, luật sư của Thủy Tiên chính thức lên tiếng khi bị tố khuất tất 81,3 tỷ, tiết lộ thái độ nữ ca sĩ gây xôn xao. Thưa quý vị, suốt thời gian qua, Thủy Tiên Công Vinh vướng liên hoàn lùm xùm về vấn đề quyên góp từ thiện ủng hộ lũ lụt miền Trung trong năm 2020. Trước vô số tin đồn và có sự công kích từ cư dân mạng, cả hai công khai toàn bộ sao kê các khoản chi cũng như nhấn mạnh sự minh bạch trong công tác hỗ trợ. Tuy nhiên cho đến hiện tại, những lời bàn tán cùng sự hoài nghi của dân tình chưa có dấu hiệu dừng lại. Tối ngày 7 tháng 10, dân tình lại nháo nhào khi xuất hiện thông tin Thủy Tiên bị tố giác ăn chặn số tiền 81,3 tỷ đồng. Cụ thể theo thông tin từ phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã chuyển đơn tố giác ca sĩ Thủy Tiên của bà P, cư trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và giải quyết theo quy định. Theo thông tin được tiết lộ, bà P đã tố giác Thủy Tiên về hành vi khuất tất số tiền lên đến 81,3 tỷ trong đợt kêu gọi từ thiện năm 2020. Trong hình ảnh được chia sẻ, đơn tố giác nêu rõ nội dung. Theo công bố của bà Tiên trên trang cá nhân, tổng số tiền của công chúng gửi đến tài khoản của bà Tiên 177 tỷ 792 triệu 720.438 đồng, và bà Tiên đã giải ngân toàn bộ chuyển đến nơi cần được trợ giúp. Tuy nhiên, cộng đồng mạng xã hội phát hiện một số khuất tất, trong đó có hai tài khoản khuất tất với tổng số tiền lên tới 81 tỷ 300 triệu đồng. Bà P cho rằng bà Tiên có thể đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp trang mạng xã hội và liên tục được dân tình truyền tai nhau. Đáng chú ý, phản ứng của Thủy Tiên khiến người hâm mộ càng thêm ngỡ ngàng. Trả lời truyền thông, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng cho biết cô khá bất ngờ trước thông tin bị tố giác ăn chặn 81,3 tỷ đồng. Hiện tại, Thủy Tiên vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía cơ quan công an. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh sẽ chờ và luôn tin tưởng vào việc điều tra của cơ quan chức năng. Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, luật sư của Thủy Tiên cho biết: Chúng tôi khẳng định, chúng tôi lựa chọn áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của Thủy Tiên Công Vinh trước tình trạng các tổ chức cá nhân có những hành vi vu khống, nói xấu, đăng tải lan truyền các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ, trong đó có doanh nhân Phương Hằng. Con đường tố tụng tại cơ quan nhà nước đã có thẩm quyền chính là con đường giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng, công khai, minh bạch trong việc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên cùng với tất cả các cá nhân, tổ chức khác có liên quan. Hiện tại, cư dân mạng đặc biệt quan tâm tới vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ nói chung cũng như Thủy Tiên nói riêng và chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan công an. Chuyển sang tin tiếp theo, bà Phương Hằng vẫn chưa chịu buông tha cho Phi Nhung, lại tuyên bố sốc. Có 200 triệu của nó mà cũng giữ, ai nói tôi xúc phạm cũng chịu. Thưa quý vị, mới đây CEO Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tục có buổi trò chuyện trực tiếp thu hút sự chú ý của nhiều người với chủ đề Sự thật nát lòng. Trong đó, vợ ông Dũng Lò Vôi nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung trong phát ngôn mới nhất của mình. Có 200 triệu của nó mà cũng giữ nữa. Giờ cô Phi Nhung mất rồi, tôi vẫn nói. Ai nói tôi xúc phạm, tôi vẫn chịu. Riêng cái gì chứ 200 triệu đó là giữ sai. Cô ấy mất rồi, nhưng mẹ của Hồ Văn Cường vẫn ở đợ, nhà nó vẫn dột. Mình không được phép làm như vậy với con người ta. Đến giờ phút này, ai sẽ lên tiếng? Tôi sẽ lo cho thằng Cường. Phi Nhung sai hoàn toàn câu chuyện giữ 200 triệu của em Cường. Riêng phần thưởng của người ta có quyền.
người ta còn có cha có mẹ, cái đó là phần thưởng xứng đáng. Công cốc đi theo 6 năm, không có đồng bạc nào luôn, 200 triệu danh dự của nó không có luôn, bà Phương Hằng nói. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 3 vụ việc liên quan đến bà Phương Hằng cùng một nhóm các nghệ sĩ đang được cơ quan chức năng thụ lý. Thứ nhất, vụ bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với vụ việc này, bà Phương Hằng không dừng lại ở những buổi livestream của mình mà đã làm đơn gửi cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều tra hành vi vi phạm của ông Võ Hoàng Yên. Theo bà chủ tập đoàn Đại Nam, ngoài việc lừa tiền bạc dưới danh nghĩa làm từ thiện, việc ông Yên tự xưng là thần y có thể chữa bách bệnh là lừa đảo, vì trên thực tế chưa một ai được ông Yên chữa khỏi bệnh. Tiến hành kiểm tra, công an xác định không có trường hợp nào được chữa khỏi bệnh và việc khám chữa bệnh của ông Yên là phản khoa học. Vụ việc sau khi thụ lý và thu thập chứng cứ, giám định các tài liệu, công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho bà Phương Hằng biết cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra. Vụ việc thứ hai liên quan đến việc các nghệ sĩ và câu chuyện sao kê minh bạch tiền từ thiện. Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an mới đây ra thông báo đề nghị các công an địa phương tiến hành kiểm tra xác minh. Theo đó, C02 đã gửi văn bản yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành rà soát đơn tố cáo có liên quan đến các cá nhân kêu gọi từ thiện. Trong công văn nêu rõ tên các cá nhân Võ Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, sau khi tố cáo Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng tố cáo Hoài Linh ngầm tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung. Nam danh hài Hoài Linh sau đó lên tiếng xác nhận kêu gọi được 14 tỷ, nhưng do dịch bệnh nên chưa đi trao được. Và sau Hoài Linh là hàng loạt tên các nghệ sĩ khác được nhắc đến trong giấc mơ sao kê của bà Phương Hằng, như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng. Vụ việc thứ ba, bà Phương Hằng bị tố cáo ngược. Sau nhiều lần khẩu chiến trên mạng xã hội, các nghệ sĩ đã làm đơn tố cáo ngược bà Phương Hằng, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên gửi đơn đến cơ quan thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Phương Hằng vu khống, nhục mạ, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình. Vụ việc này bà Phương Hằng bị chính các nghệ sĩ tố cáo, trong đó công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng đến công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Trong vòng nửa năm qua, bà Phương Hằng liên tục lên sóng livestream tố các cá nhân có dấu hiệu trục lợi qua hoạt động từ thiện và nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Do đó, dù đó đơn tố cáo hay không thì cơ quan điều tra cũng chủ động nắm bắt thông tin và tiến hành rà soát. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, có 3 vụ việc liên quan đến bà Phương Hằng được cơ quan chức năng thụ lý. Ngoài ra, trong buổi trò chuyện mới nhất, nữ đại gia Bình Dương đã tiết lộ một vài tình tiết liên quan mối quan hệ với cậu IT Nhâm Hoàng Khang, người mới bị bắt cách đây không lâu. Nhâm Hoàng Khang khoe với tôi có thể xâm nhập vào bất cứ website và cuộc trò chuyện với mọi người đều được ghi âm. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi bởi tôi là doanh nghiệp tử tế làm ăn. Nó làm những điều vi phạm pháp luật. Sao tôi và một kẻ như vậy có thể chung chí hướng được? Tôi không chơi với những người như vậy, bà nói. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị. Cấp dưới tham ô, hai cựu lãnh đạo tòa án Tây Ninh bị truy tố. Ngày 8 tháng 10, nguồn tin của tin tức 24 giờ TV cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Duy Lâm, nguyên chánh án, và Đỗ Thanh Bình, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, Tây Ninh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của hai bị can trên liên quan đến vụ án Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên kế toán Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành bằng thủ đoạn gian dối, lập khống danh sách cán bộ công chức, lãnh lương hàng tháng, hưởng phụ cấp, tiền làm thêm giờ, công tác phí, tiền xét xử. Tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Sơn 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo cơ quan tố tụng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 1 năm 2016, ông Nguyễn Duy Lâm ký duyệt các chứng từ dẫn đến Nguyễn Hoàng Sơn chiếm đoạt 761 triệu đồng của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành. Đến tháng 6 năm 2016, ông Lâm được điều động về Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Tuấn Vũ được điều động đến công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018, ông Bình được ông Vũ ủy quyền chủ tài khoản, quản lý hoạt động tài chính. Ông Bình đã ký duyệt các chứng từ dẫn đến Nguyễn Hoàng Sơn chiếm gần 1,134 tỷ đồng. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát xác định ông Trần Tuấn Vũ là chánh án để xảy ra hành vi sai phạm trong đơn vị nên ông Vũ phải chịu trách nhiệm liên đới. Mặt khác, ông Vũ còn thiếu kiểm tra, ký duyệt để ông Sơn chiếm đoạt tiền, nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cáo trạng cũng cho hay,
Chánh án Trần Tuấn Vũ là người trực tiếp phát hiện hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Sơn và chuyển tin báo đến cơ quan công an đề nghị điều tra xử lý. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xem xét xử lý trách nhiệm chính quyền đối với ông Trần Tuấn Vũ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng xác định một số công chức kho bạc nhà nước huyện Châu Thành thiếu kiểm tra đối chiếu để Nguyễn Hoàng Sơn chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, số tiền Sơn chiếm đoạt từ nguồn kinh phí tự chủ do lãnh đạo đơn vị tự chịu trách nhiệm về chứng từ ký duyệt và kiểm soát chi nên không xem xét trách nhiệm hình sự với những cán bộ này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã đề nghị kho bạc nhà nước huyện Châu Thành xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Cáo trạng cũng cho biết một số cá nhân liên quan được xử lý tại bản án hình sự xét xử Nguyễn Hoàng Sơn. Chuyển sang tin tiếp theo, Hồng Vân bức xúc lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh và bố ruột vừa qua đời bị anti-fan xúc động nặng nề. Thưa quý vị, thông tin bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh qua đời ngày 6 tháng 10 tại Việt Nam khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ xót xa thương tiếc. Trước sự ra đi đột ngột này, nghệ sĩ Hồng Vân cũng có động thái bày tỏ chia buồn trên trang cá nhân. Hồng Vân bày tỏ sự nghẹn ngào trước tin bố ruột nam danh hài qua đời. Xin chia buồn cùng các em và gia đình. Mong em vững vàng trong thời gian này, Linh nhé. Ngoài ra, cổ động viên Hoài Linh cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Đáng chú ý giữa bài đăng của Hồng Vân, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận che trách Hoài Linh nặng nề và còn phát ngôn liên quan tới bố ruột nam nghệ sĩ. Trước hành động này của anti-fan, Hồng Vân lên tiếng bảo vệ hai cha con nghệ sĩ Hoài Linh. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong mọi người không dùng những lời lẽ xúc phạm vào bài viết này. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Chuyển sang tin tiếp theo, bắt nữ quái đột nhập vào nhiều cơ quan nhà nước trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng thành phố Lào Cai vừa bắt giữ được đối tượng gây ra một số vụ trộm cắp tài sản tại cơ quan nhà nước trên địa bàn. Theo đó, đối tượng Bùi Thị Minh, sinh năm 1980, trú tại tổ 3, thị trấn Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, là thủ phạm gây ra những vụ trộm cắp tài sản trên. Tuy nhiên, đối tượng Minh có hoàn cảnh nhân thân khá đặc biệt. Minh đang nuôi con nhỏ dưới 10 tháng, mắc HIV giai đoạn cuối. Trước đó, từ khoảng 10 giờ đến 11 giờ ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Lào Cai liên tiếp nhận được trình báo của hai đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố về việc mất trộm tài sản. Các nạn nhân khai báo đã mất ví, túi sách và 35 triệu đồng và tiền đô cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra bắt giữ đối tượng trả lại tài sản cho các bị hại trong thời gian nhanh nhất. Qua hình ảnh camera từ trụ sở hai cơ quan ghi lại, cùng hệ thống camera an ninh trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra các vụ trộm là nữ giới, tuổi trung niên và đi xe gắn máy Honda Airblade màu đen, biển kiểm soát 24B279098. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 24 giờ, lực lượng chức năng xác định chính xác lai lịch và nơi ở của đối tượng nghi vấn Bùi Thị Minh. Đối tượng Bùi Thị Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Minh khai nhận do cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, nên đi xe máy từ nhà lên Lào Cai tìm trụ sở làm việc của cơ quan để thực hiện hành vi trộm cắp. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và tạm giữ mô tô biển kiểm soát 242-14367, số tiền 8 triệu, một ví giả da màu nâu, 9 tờ mệnh giá 1 đô, 7 tờ mệnh giá 2 đô, 3 tờ mệnh giá 5 đô, 5 tờ mệnh giá 100 đô, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Đối tượng Minh khai nhận tiền lấy trộm được đã trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan chức năng thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố đối tượng hung hãn đập nát xe ô tô của người dân ngay giữa đường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1980, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định trên được chuyển đến viện kiểm sát cung cấp để tiếp tục điều tra theo quy định. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Thông, 44 tuổi, ở ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, đang đậu xe ô tô biển số 60A-18229 trên đường, bất ngờ có một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Phương cầm đầu đi xe ô tô màu trắng đến áp sát, rồi sử dụng hung khí đập phá xe. Sau đó, nhóm 5 người lên xe ô tô đi mất. Hậu quả làm xe ông Thông hư hỏng kính chắn gió phía trước và sau xe, làm vỡ đèn chiếu sáng, móc khung, bong chóc sơn xe nhiều chỗ.
Ngay sau đó, ông Thông đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Và sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Phú Quốc đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định danh tính những người liên quan và thu giữ tang vật gây án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.